Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Người cũ quay về hay người mới sẽ tới. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận với trải bài một cách rất cởi mở nhất. Là thông điệp có rất nhiều, các bạn cảm thấy cái nào năng lượng của mình phù hợp thì các bạn hãy chọn lấy ha. Lá bài đầu tiên là năng lượng của người cũ, lá thứ hai là năng lượng của người mới, và lá thứ ba đó chính là năng lượng của bạn. Và bạn sẽ ra quyết định cái nào sẽ phù hợp với mình nhất. Đầu tiên là các bạn có lá Five of Cups 5 ly. Kế đến nữa là các bạn có lá, và lá thứ hai đó chính là lá Three of Pentacles, lá ba tiền. Tiếp đến các bạn có lá Page of Cups. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Năng lượng của người cũ là một cái trạng thái cân đối theo những cái mất mát và tuyệt vọng cay đắng trong họ, đại diện cho một thời kỳ đau khổ mà họ đang nhận lấy. Họ sẽ cảm thấy mất đi một điều gì đó, một ai đó, một người mà họ rất là yêu thương. Cái thời kỳ có thể là kéo dài rất là lâu và nó chi phối đời sống, tình cảm, tâm lý và che mờ mắt của họ trước mọi khả năng của cuộc sống bên ngoài. Họ đang sống một thời gian rất là cô độc. Họ đắm chìm vào trong đau thương, không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì, chỉ muốn khóc than cho những thứ đã xảy ra và không thể thay đổi. Tuy nhiên cái lá bài 5 ly này xuất hiện ngược thì chứng tỏ là họ biết học cách chấp nhận, tha thứ và hàn gắn. Bởi vì họ đã đối mặt với sự đau buồn và phiền muộn của mình quá lâu rồi, và họ đã nhận ra rằng phần còn lại của cuộc đời là không có nên sống như vậy nữa. Họ muốn thay đổi cuộc sống của mình và họ muốn bắt đầu mở mang cái nhận thức của mình đối với những cơ hội ở xung quanh họ. Và đây là cái thời điểm bắt đầu họ đã trải qua những cái gì, buông bỏ cái quá khứ, giải phóng những cảm xúc tiêu cực và bắt đầu chú ý về vấn đề tình cảm của mình hơn. Họ biết chấp nhận sự giúp đỡ từ người xung quanh. Đây là một bước tiến rất là tích cực, vì trước đây họ đã đắm chìm trong đến mức tuyệt vọng và không chấp nhận sự giúp đỡ tất cả mọi mặt từ người khác để cho mình. Điều này khiến họ bị cảm thấy cô đơn và bị cô lập rất là nhiều. Và đây là cái thời điểm có thể họ sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm trong mối quan hệ của họ và bạn để tiến về phía trước. Nó đại diện cho một sự hàn gắn, đổi mới trong mối quan hệ rất là nhiều, cho thấy rằng có thể là họ sẽ cố chấp với nỗi đau cũ để ngăn cản mối quan hệ tiến lên phía trước. Nhưng đó tùy thuộc vào năng lượng của bạn và năng lượng của họ sau này, nếu như bạn và họ có dịp gặp lại. Khi nào mà họ đã sẵn sàng trút bỏ được những cái hối tiếc và nỗi buồn về những cái mối quan hệ đã qua và sẵn sàng bước tiếp. Và nếu như họ không bị cố chấp về những cái nỗi đau cũ trong mối quan hệ này để ngăn cản cho tình cảm của hai bạn phát triển hơn, thì hoàn toàn bạn có cơ hội trở lại. Sau đây là năng lượng của người mới, là lá ba tiền. Cái lá ba tiền này thường nó đại diện cho sự nghiệp và thành tựu nhiều hơn. Nhưng trong một trải bài về tình yêu thì cái lá ba tiền này cũng là một dấu hiệu tốt. Bởi vì có nhiều khả năng bạn sẽ gặp một cái người yêu, những cái người bạn đang tìm kiếm trong quá trình bạn làm việc, trong quá trình bạn đến những hội nhóm, tôn giáo hoặc là những nơi mà có đông người, cần sự hợp tác của nhiều người. Các bạn sẽ tìm thấy được cái đối tác này trong những cái môi trường như vậy. Do đó các bạn hãy luôn để ý và nhạy bén trong cái cuộc tìm kiếm này. Nếu như các bạn thực sự muốn tìm một cái mối tình mới, muốn thoát ra khỏi người yêu cũ, thì mình hãy chú ý là mình hãy tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của xã hội, tôn giáo cũng như ở trường học và chỗ việc làm, thì người yêu này sẽ xuất hiện. Và cái người này cũng chẳng chưa có xuất hiện đâu các bạn, nhưng mà chắc chắn họ sẽ có, bởi vì nó có một cái gì đó thật sự là yêu thương và quan tâm. Cái lá bài này cái đem lại cái thông điệp rằng người đó sẽ nhìn thấy ở bạn một ánh sáng vô cùng tích cực, nhận ra rằng bạn là một người họ đủ những tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm, mặc dù có thể là tình yêu này có chưa có phát triển mạnh đâu. Do đó các bạn hãy kiên nhẫn. Và cái người này cũng mang một năng lượng là một người rất thành công trong cuộc sống, có khả năng hiến tặng và đạt được nhiều điều trong cuộc sống này, hiểu rõ những gì mà họ cần làm và biết phải làm như thế nào.
và rất là giỏi với công việc mà họ đã được giao. Theo như mình thấy, cái khả năng người mới này xuất hiện của bạn hiện nó hơi bị mập mờ nha các bạn. Bởi vì nó đại diện cho một thời điểm mà cái mối quan hệ mà bạn đang tìm kiếm á, tất cả về nhau và được chia sẻ cuộc sống mình với nhau chỉ mới có khởi đầu thôi. Nó chưa có cái gì đó mà sâu đậm hết. Và nó cũng chỉ ra rằng có một người nào đó thích bạn và cũng đã để ý đến bạn rồi đó. Có nghĩa là bạn có thể gặp được đối tác tiềm năng thông qua công việc và học tập. Và cái năng lượng của người mới thì thực sự rất là mới. Nó chỉ bước khởi đầu và tương đối thôi, chưa có gì sâu sắc hết. Chỉ là thích bạn và để ý đến bạn thôi, chứ không có sâu sắc gì. Nhưng mà cái lá bài thứ ba sẽ nói được là kết quả là người cũ sẽ trở lại hay là người mới sẽ tới, sẽ tùy thuộc vào lá bài này nha các bạn. Và năng lượng từ bạn là một cái năng lượng cho thấy bạn là một người có chút trẻ con, ngây thơ, đặc biệt rất là dễ xúc động. Với những tình huống chưa bao giờ gặp phải thì đôi lúc bản thân của bạn hơi phản ứng thái quá. Và người yêu lý tưởng của bạn sẽ là một người trưởng thành, giàu kinh nghiệm và an toàn tuyệt đối. Bạn cẩn thận với những cái ảo tưởng của mình. Cái mơ mộng thái quá sẽ làm cho bạn không thực tế và thất vọng về cuộc sống. Và tình cảm của bạn dành cho ai đó giống như một đứa trẻ vậy đó, vô cùng tinh khiết, không có sự tính toán gì hết đó. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Trong mối quan hệ thì cái cảm xúc của bạn lúc nào cũng mới mẻ và tinh khôi hết. Bạn muốn được chăm sóc và hỏi han. Những cái sự thiếu kinh nghiệm của bạn đôi khi đó, khiến cho đối phương rất bực mình. Do đó, bởi vì bạn có sự chân thành nên họ cũng rất dễ dàng tha thứ cho bạn. Và tại thời điểm này chỉ thị ra rằng bạn đang bắt đầu đạt được mức độ trưởng thành về mặt cảm xúc, cho phép bản thân mình trở nên tốt bụng, từ bi và giàu tình cảm hơn. Và trong mối quan hệ này đang chỉ ra rằng cái mối quan hệ của bạn sẽ với một cái người trẻ tuổi hơn. Và nếu như bạn đang cần thiết và muốn thổ lộ với ai thì bạn phải cho họ biết rằng bạn đang quan tâm đến họ và muốn biến họ trở lại với mình hay biến họ thành người yêu của mình. Thì bạn phải biết nắm bắt cơ hội và các bạn hãy sẵn sàng làm theo con tim mình để ra những quyết định quan trọng nhất về tình cảm của mình. Sẽ có một cái tin tức rất là bất ngờ cũng như cảm xúc bất ngờ sẽ xảy ra đến với bạn trong tương lai gần. Và có một cái tín hiệu nữa là bởi vì cái người cũ và bạn cùng mang năng lượng của bộ ly, cho đó có cái thể là tiến triển khá tốt khi đề cập đến vấn đề tình cảm hoặc mối quan hệ. Cái sự xuất hiện của lá hai bài cùng bộ ly này, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy là cả hai bạn đang đối phó về mặt cảm xúc cũng như tình cảm và cái vấn đề của trái tim của mình rất là nhiều. Bởi vì hai bạn mang hai nguồn năng lượng rất là khác nhau. Mặc dù hai bạn rất đồng điệu vì cùng bộ ly, như một người mang năng lượng tiêu cực mà một người mang năng lượng tích cực. Do đó có sự không hiểu nhau trong cái vấn đề tình cảm, một số quan điểm bị bất đồng rất là nhiều. Và điều cần làm trong cái mối quan hệ này là cái sự nuôi dưỡng về cảm xúc để dẫn đến tình yêu thực sự phát triển ở cả hai. Bạn đang chần chừ là không có chắc chắn là mình quen lại hay không quen lại. Và năng lượng của người cũ là không. Nhưng mà ở đây nó có sự kết hợp với nhau. Có nghĩa là câu trả lời là không thực sự, nhưng mà không có mạnh mẽ lắm. Và nếu như có cơ hội gặp lại thì các bạn sẽ có thể gặp lại vào mùa thu, là khoảng vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Và các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn biết điều chế cảm xúc của mình và bản chất của mình cảm thấy là thấu hiểu và thấu cảm với nhận thức của cả nhau, thì hai bạn có thể là có sự tái sinh, có sự đồng cảm và trở lại với nhau. Bởi vì cái mối quan hệ các bạn đang nằm ở chữ lập mập mờ, không có rõ ràng lắm. Mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy nhau một lần nữa nếu như các bạn thực sự yêu và biết bỏ qua những cái lỗi lầm hoặc là những cái tổn thương trong quá khứ, cùng nhau phát triển hơn. Bởi vì một cái mối quan hệ là cần sự cố gắng của hai người, chứ không phải từ một phía. Nếu như từ một phía thì các bạn nên buông bỏ, bởi vì chúng ta không thể giữ mãi một người mà trái tim họ không ở bên cạnh mình. Và người phù hợp nhất là sẽ không khiến cho các bạn có suy nghĩ là cái người này có đáng hay không đáng, mà đó sẽ một người yêu thương thực sự. Bạn cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc từ họ, và bạn cũng sẽ biết hy sinh vì họ rất là nhiều.
Và sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Đây là cái thời điểm các bạn nên giải phóng cũng như là buông bỏ. Cái ánh sáng của những thiên thần hộ mệnh sẽ phù hộ qua các bạn, qua tình yêu thương của họ. Các bạn hãy mở cái động cái vòng tay của mình, hãy giải phóng ra những cái năng lượng mà đã giữ chặt của bạn hồi xưa giờ, cái gì về làm bạn đau khổ. Hãy mở rộng cái đôi tay của mình ra, trái tim của mình, để đón nhận tình yêu và cũng như cái năng lượng tích cực một cách mạnh mẽ nhất từ các thiên thần hộ mệnh. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.